những điều bạn cần nghe ngẫm và nghĩ trong cuộc sống năm người không nên quá thân thiết một người sống quên ơn đó là những người được người khác giúp đỡ nhưng không nhớ ơn họ sẵn sàng quay lưng với người có ơn với mình kiểu người này nhất định nên tránh xa hai người hay dựng chuyện người hay đưa chuyện sai sự thật để nhận đồng cảm hoặc làm vui câu chuyện của mình ba người tính cách thâm hiểm người có tính cách này luôn toan tính trong lòng bạn sẽ rất khó đoán được kiểu người này và sẽ không ngờ được họ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của mình. 4. Người tham phú phụ bần, đó là kiểu người giàu thì nịnh, nghèo thì bỏ đi, không thật lòng đối đãi với người khác. 5. Người sống hai mặt, hai lòng, kiểu người này không nên quá thân thiết, bạn cứ sống tử tế đơn giản và lương thiện là được, người tốt hơn sẽ đến với bạn. 5. Đặc điểm nhìn rõ một kẻ tiểu nhân. 1. Hết lời khen ngợi, su nịnh khi nói chuyện với một người nhưng sau lưng luôn cố gắng hạ bệ đặt điều che dở, thậm chí cố tình gây ra những tranh cãi khó lường giải quyết. 2. Tỏ rõ thái độ không muốn kết thân khinh bỉ, với những người yếu thế không có giá trị lợi dụng. 3. Một mực tìm lý do hoặc người thế thân để đổ lỗi nếu mắc sai lầm. 4. Lười biếng nhưng thích đạt kết quả tốt, thích cướp công. 5. Luôn gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ người khác để tự nâng cao bản thân. 9. Dấu hiệu cho thấy bạn đang rất bất ổn. 1 nhàm chán với cuộc sống hiện tại, quay đi quay lại chỉ thấy mình già thêm chứ chẳng khác gì. 2. Thường xuyên cảm thấy cô đơn, cảm giác không ai hiểu, quan tâm mình. 3. Cảm giác như cả thế giới ngoài kia đang đối đầu với mình vậy, chuyện gì cũng chẳng xuân sẻ. 4. Một lời vô tình của người khác lại khiến bạn luôn ghi nhớ, suy nghĩ về nó cùng hàng nghìn câu chuyện tiêu cực. 5. Cảm thấy không ai thừa nhận, công nhận năng lực của bản thân mình, mặc dù bạn đã rất cố gắng. 6. Luôn cảm thấy mệt mỏi và không có động lực để làm bất cứ điều gì, kể cả những việc trước đây mình rất thích thú. 7. Thường xuyên cảm thấy tự ti và thiếu tự tin, không tin tưởng vào khả năng của mình, luôn lo sợ rằng mình sẽ thất bại. 8. Cảm giác mình đang chìm trong bóng tối và không tìm thấy lối thoát, như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng và không thể thoát ra được. 9. Những cảm xúc tiêu cực lo lắng, sợ hãi, căng thẳng luôn ám ảnh và bạn dường như không thể thoát khỏi. 7 lời khuyên quý giá của khổng tử 1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích 2. Bất hiếu cha mẹ, thở cúng vô ích 3. Anh em không hòa bạn bè vô ích 4. Làm việc bất chính đọc sách vô ích 5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích 6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích 7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích 7 điều không cần thiết phải có trong các mối quan hệ, đó là 1. Bạn không cần trở mặt nếu ghét ai đó. 2. Thích một người không nhất thiết phải hạ thấp bản thân. 3. Bỏ lỡ một người không cần thiết phải nhớ nhung. 4. Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần. 5. Kính nể một người không cần thiết bảo sao nghe vậy. 6. Biết ơn một người không nhất thiết phải cúi đầu. 7. Rời bỏ một người không cần phải tổn thương đối phương. Bạn hãy nghe và ngẫm để nhận thông điệp cuộc sống hữu ích. Và đừng quên bấm like chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới bổ ích trong cuộc sống nhé